Xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ mình đang đi xoa nha, đi xoa cá. Các bạn thấy đây, đi xoa cá nha. Trời rất là tối, trời rất là tối nè. Đi xoa trong đêm. Rồi chút xíu nữa mình sẽ quay nha. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ tiến hành bủa lưới nha. Tối quá. Sẽ đi qua bên kia. Đó, ở bên đó. Thì sẽ đứng bên đó xong rồi bủa lưới qua bên phía bên mình nha. Anh đi theo cũng được, đi. Đi theo đi. Để lưới đó hả? Đi đi đi. Đi theo bây giờ mình có vô hả? Tối quá không thấy. Lúc này là đang là 10 giờ. Đây. Giờ đang đi rải lưới xung quanh cái chuồng để cho cá nó sẽ mắc vào trong cái vầy lưới. Trốn ván. Rải lưới, rải từng tấm lưới nhỏ nhỏ xuống thì những con cá nhỏ nó sẽ mắc vào trong lưới. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ gỡ, mình sẽ thả xuống đó, mình để tầm khoảng 5-10 phút mình sẽ gỡ những cái tấm lưới ra. Thấy là chúng ta đang khoanh một vòng tròn. Đây gọi là lưới bén phải không? Lưới bén là lưới rất bén. Là lưới bén. Đụng vào phỏng tay. Chúng ta đang đi xung quanh cái dành hào của người ta. Đi sao? Này có cái neo. Này có cái neo, cái neo này mục đích là để giữ lại để những cái dành hào này nó không có bị tù ra ngoài. Còn đây là cái thang. Quay mấy con cá nắp này. Hả? Thấy không dính được, đắp thấy không, thấy mấy con cá nắp không nè. Đó. Cá nắp hả? Đó, đó, thấy đó, thấy không? Thấy không? Chị tấu không thấy không? Cũng được, máy xịn thái. Bữa cái đó, chặt nó dính còn cá nát là mẹ có quay nữa. Có mấy con hào với mấy con dột nó dính trong chân. Là những cái neo. Chúng ta đang đi một vòng xung quanh cái đồ của người ta làm nuôi cá, nuôi hào ở trong đây. Mình sẽ bủa vui một cái lưới nhỏ, mình đi vào xung quanh dây chèn chịt ở đây. Đây các bạn thấy là người nông dân rất là khổ, phải dưới con cá này đây đây. Các bạn thấy con cá chưa? Này cá này, cá này, cá nóc, cá nóc, cá nóc, cá nóc, một con cá nóc đó. Hy vọng là nó sẽ có một con cá nóc nó dính vào. Ngày mai chúng ta sẽ có quay con cá nóc nha. Chút xíu nữa đi về chúng ta sẽ coi cái thành quả. Chúng ta đi một đêm. Đây là lần đầu tiên mình đi xoa. Đấy. Đây là lưới nó đang bị mất. Tại vì lưới nó đang lưới rất là nhỏ, nó rất là dễ bị dính vào nhau nên mình phải từ từ mình gỡ nó ra. Có những cái tấm lưới nhỏ, mà thấy cái tấm lưới nhỏ. Ở đây mình chỉ bắt những cái con cá nhỏ thôi chứ không bắt được con cá quá bự.
cái thao kèm theo là để thu chiến lợi phẩm. Nó bỏ vào trong đây. Bạn thấy mình có rảnh không? Người ta đi đánh cá còn mình đi theo và chỉ chơi thôi. Cá nóc, cá nóc. Ủa, con này chết chưa? Còn sống, Mình bén nó được không? Dạ phải không? Mình có cái vợt vớt không? Hy vọng chút xíu nữa sẽ có còn cá nóc cái dính nha. Đèn anh nào sáng ghê. Bủa từng lưới vơi. Bây giờ mình đang có hai sâu lưới. Như vậy sâu lưới đầu tiên sắp hết rồi nè. Bây giờ tiếp theo sâu lưới số 2. Nãy giờ quăng cho nào nhớ không vậy? Nhớ nhớ. Nãy anh đuối. Ôi, mình quăng xong rồi. Rồi mình quay lại mình gỡ liền luôn hả? Hay là mình đợi? Mình đập chứ. Đập cho nó chạy. Tức là mình phải đi một vòng tròn nữa đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời tới đây nha. Chút xíu mình sẽ câu nha. Sau khi mà tức là chúng ta sẽ rải lưới ra, không? Rải lưới ra xung quanh, sau đó mình sẽ đi một vòng tròn. Mình lấy một cái cây đập đập để cho cá nó sợ quá, nó sẽ chạy toán loạn hết và đã mắc vào trong lưới của mình. Lúc đó mình sẽ gỡ, ra mấy con cá chút chút này ăn ngon lắm nha. Các bạn thấy là mình đi như vậy là ở dưới là cá rất là nhiều các bạn, cá chạy tung tăng. Cá nhảy luôn nha. Wow, con tôm. Hả? Con tôm. Đây, các bạn thấy con tôm nè. Thấy chưa? Các bạn thấy thú vị chưa? Đây là một con tôm. Wow, các bạn thấy nó không sợ mình luôn. Đó. Mình thấy nó rất là dạng. Mặc dù nó lâu lâu mới thấy người nhưng mà nó rất là dạng. Ok, chút xíu nữa mình sẽ coi đập nha. Ok, bây giờ đây là khúc quan trọng nè. Hồi nãy chúng ta uổng hết pin vậy. Hồi nãy chúng ta bủa lưới. Xong bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cây. Chúng ta sẽ đập. Đập, mục đích đập là để dí cho cá nó chạy toán loạn. Xong rồi nó dướng lại trong lưới của chúng ta. Chúng ta sẽ thu được một mẻ cá nha. Rồi. Các bạn thấy rất là khổ. Các bạn thấy là xa xa cũng có một số người cũng đang đi soi cá nha. Đó. Các bạn thấy họ phải đập. Phải đập để mình dí cho cá nó chui vào trong lòng, mình đập cái nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra ngoài thì nó sẽ dướng vào trong lòng cá của mình. Sẽ dùng cây mình đập xung quanh cái mẻ lưới để cá nó sẽ chui vào trong cái phần lưới của mình. Người nông dân phải thức đêm thức hôm để bắt cho được một cái con cá, mà để bán như vậy thì mỗi ký bán chỉ có mười mấy, hai ba chục ngàn, mà một đêm như vậy các bạn biết là thấy cá chỉ có chút thôi mà để bắt được một ký các bạn thấy là rất khổ. Và một đêm là kiếm tầm khoảng 50-70 chục, rất là chua, phải là mấy tiếng đồng hồ
lộ dưới nước. Các bạn thấy mình đang ngâm ở dưới nước, đang tới háng của mình. Ok, các bạn thấy rất là cực khổ nha, rất là cực khổ. Ok, bây giờ khúc này là khúc thu thành quả này các bạn. Đó, nãy giờ chúng ta bủa lưới, bây giờ là những chú cá đang mắc ở trong lưới. Giờ chúng ta sẽ coi nha. Đây là con cá gì? Cái gì à? Cái gì à đó? Rồi. Cái gì à? Không bỏ vô cái bao luôn hả? Để hoài nó. Sao vậy? Bước đầu như vậy, em bước đầu như vậy. Bước đầu không có khó đứa. Bây giờ sẽ là lúc thu chiến lợi phẩm nha. Như vậy là một con đầu tiên. Đó, đây là. Chúng ta sẽ coi tiếp theo. Ủa, mình không dỡ lên mình kiểm tra hả? Tiếp tục tập nữa. Đập để cho cá nó vô trong lưới. Cái nắp hả? À ha, có một em cá nóc. Ngày mai chúng ta sẽ được xem cá nóc. Ủa sao không ha? Không. Rồi mình thấy không? Cá nó mét trong lưới mình thấy không? Đây là cái con bây giờ con nào thấy dưới là mình thấy luôn hả? Chứ không phải là dỡ lên coi thử. À, nhưng mà là giờ chúng ta đi một vòng coi thử em nào dính trong lưới là chúng ta gỡ lên. Chúng ta bỏ vô thao. Có hai con cá bự luôn nha. Ý, tuột rồi hả? Tuột một con cá bự rồi. Cá bự chà bá luôn. Nó chạy gót lại rồng. Cái này con cá gì? Cá chim. Cá chim, cá chim giống con chim nên gọi là cá chim. Trời, nó chạy rồng luôn. Chịu luôn. Chẳng có chóng. Trời, nó rất nhùi. Rất nhùi cho mình gỡ được. Ngày gặp mình gỡ một hồi là me bỏ lưới luôn á. Gỡ rồi, em nhìn nó nè. Lỡ sợ hãy là nó đi luôn một con. Nó đi một con cá bự rồi. Sản phẩm cá chim. Chú hồi nãy đã chạy. Nghi giống chú hồi nãy chạy dướng lại nè. À. Con này có gì á? Có nhọn. Nhọn. Ừ. Cá nhọn. Con này bẻ đâu hả? Bẻ nó chết đi rồi, con nó bẫy rồi. Xong bỏ luôn vô bẫy đi. Đấy, nó dông đồng cái này mắt con nữa. Rồi, thêm một em nó đang dính lưới nè. Có chân tuột, nó tuột không ta? Nó dính là nó đâu có tuột được không? Có nó ít tuột, mấy em có còn nhọn nó mới tuột. Chứ dính đùa nó chạy. Đâu, một em vừa mới dính lưới nè. Dính rồi, dạy rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Giờ này nó mới chịu cãi cho. Cầm nó cãi em ấy. Chứ nó có nó khôn á. Cái lưới rồi nó khó. Có hai thế vậy rất là khôn. Cái này nấu canh chua. Bữa trước nó rồi nó đáng quá. Chảy máu. Cái quấn nó chạy sợ nó chạy ra đáng lú cũ luôn nha. Cây cọc dây hả? Không ạ. Thêm một con nữa.
Quánh nó sợ đậm nó chảy. Nó có cái rồi ở dưới dính còn nữa kìa. Rồi ở dưới đá. Thôi cho nó đậm cái nét ạ. Tuột nó luôn hả? Tuột nó. Lưới nó rãng này nó tuột không? Tuột nó. Đứt nữa nè. Có khá là đứt. Khá là đứt. Thôi mới dính một cái nhỏ mà. Cái nắp chặt nữa à. Con sống kêu vậy. Đây là một con cá nắp nha các bạn. Đây, một con cá nắp. Mấy con cá nắp. Giờ nó phùng lên. Thì ở trong này nó giống như cái quả bông bông bóng á, nó ngậm một mình nước trong đây. Trong bụng nó có rất nhiều nước trong đây, một bụng nước luôn. Đó. Cái lúc này nếu mà khi mà mình không đụng vô nó thì nó sẽ nhả nước ra ngoài bằng hai cái lỗ tai của nó ở đây. Đó, hình như là chắc nó hút nước bằng miệng nhưng mà lúc nó nhả ra bằng hai cái lỗ tai. Thả xuống nước thì nó sẽ nổi. Nghe là chúng ta nhìn thấy giống như là nó giả cháy. Đây là một cái cách tự vệ của nó. Rồi bình thường khi nó xì nước ra thì nó giống như một con cá bình thường. Nhưng mà khi có chuyện gì nó sẽ ngay lập tức nó uống nước vô, nó phình ra như thế này, là để khi mà những cái con cá khác người ta nhìn vô thấy tưởng nó là một con cá chết bị sình thúi lên thì nó không có ăn. Con cá này rất là độc. Đây này, cá nắp. Bây giờ chúng ta sẽ coi chiến lợi phẩm. Mẹ có đem cái chai nước mà. Chiến lợi phẩm một đêm. Chưa được một ký có. Có đếm được luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22 con. Nói nhẹ nhẹ chứ. Có bự bự không? Nửa con bự ra ra để cho con thứ em. Có gì không chứ? Mình cho làm cái gì? Bước vô. Mình đang làm gì? Con cái gì? Con không mang đâu. Con cái nóc. Ủa sao mua được tàu cái gì không? Con cái nóc. Thì cũng có gì chứ không có gì đâu. Nó phồng kim lên. Nó bảo vệ mình. Giống như là con cái bông bóng vậy. Được ba con cá lá to vậy nè. Hai con kia nhỏ hơn phải không? Đi chơi lắm. Mình đi chết. Ba con cái nắp luôn. Ba con tôm. Một con cái nắp nhỏ. Nó thổi hơi mình lên á. Có Nam. Có cái chai nước kìa. Kiếm kiếm gì bỏ vô thao á. Đây là ba con cá nóc. Nhưng nó sống ra ngoài, đủ nước rồi sống chứ đúng không? Dính kiện gì khi sao sống? Không sống nữa luôn hả? Hôm qua anh quán một lần, năm số con cá nóc luôn kìa. Hả? Hôm qua anh đi qua lưới, anh rút một lần, năm số con cá nóc nhiều mà, để bỏ bớt chứ. Để chập hoài. Đầy lưới. Để chập nó hoài không, để me nó cháy. Ủa? Ủa hồi nãy em nhớt có 2 mà. Vừa có nó mà chịu đem. Hồi nãy con nhớt 3 mà. Chỉ có 3 con mà, thì sao bây giờ có 4 con cá nóc luôn. 4 con cá nóc luôn.